Rồi, con đứng lên đây. Rồi, hai bạn đứng lên. Rồi, con được ơn gì? Con được là rất là nhiều ơn. Thưa cha, con biết được. Bây giờ là cái ơn con nói trước nha cha. Dạ, con là Nguyễn Thị Mai, 42 tuổi, ở giáo xứ Phúc Tân, thuộc giáo tòa Tránh xứ Chúng Tòa Bà Rịa. Con cảm ơn là cách đây con có người lớn 42 tuổi lớn. Mà con có bầu em bé đó. Cái là bác sĩ nói là em bé này khi siêu âm á thì giống như là siêu âm không có thấy đầu nữa. Em bé này cái đầu nó quá nhỏ nên là không có làm độ mờ dây gáy được. Bác sĩ dạy con 20 tuần lên cũng không làm được. Bác sĩ mới kêu con vô phòng riêng là vì lớn tuổi có trai có gái luôn, con phải bỏ em bé này. Chứ không để em bé sinh ra em bé cái đầu em bé bị não. Nhưng mà con có tiến thất bởi Chúa, con có nhắn tin cho cha. Thì cha có nói là con cứ yên tâm đi, rồi cha và con bà lòng thương xót Chúa sẽ cầu nguyện cho con. Thế là con cứ tiến thất bởi Chúa, con đã, khi con để em bé ra thì em bé không bị là sao hết. Nhưng mà con xin cha cho con nói. Cách đây 6 năm con có mang thai một em bé, cũng là con bé trai anh của bé này. Là khi siêu âm là em bé không có đầu, hoàn toàn không có đầu. Ở bệnh viện Bà Rịa rồi con đi siêu âm tư cũng không phát hiện ra đầu, nên là không làm mình độ mờ dây gáy. Bác sĩ hẹn con 20 tuần lên siêu âm cũng không thấy đầu. Nhưng con bác sĩ chỉ nói con là tại sao chị lớn tuổi chị bị bệnh phụ khoa nặng như vậy, chị để làm gì, để ra một đứa em bé mà chỉ là một cục, giống như là một cục thịt, không có biết giống như không có biết gì ấy. Thì tại sao chị có trai có gái chị không bỏ đi? Nhưng con chỉ nói là bác sĩ cứ cho con uống thuốc theo chứng khoa thai. Rồi bây giờ thì chị đã được sinh một đứa, và bé trai tên là gì? Tên là Hoàng Khải, năm nay cháu vô lớp 1. Tại vì sáng nay con đi có một mình con. Rồi chị đưa đây là những cái chi tiết và những cái siêu âm mà lúc người ta siêu âm thì đứa bé nó cái đầu nó bé tí, như là không phát hiện ra cái đầu của nó, và người ta yêu cầu là bỏ. Nhưng mà đây là những cái hình ảnh của cái thằng bé đầu tiên, nó đã như thế nào cách đây 6 năm, và bây giờ là đứa thứ hai là cũng đã được ơn của Chúa, lòng thương xót của Chúa đã cứu cả mẹ lẫn con. Và đây là một cái thử thách rất lớn thưa anh chị em. Vì anh chị em nghĩ coi người mẹ mà siêu âm như thế có dám để đứa con mình hay không? Không thể. Vậy mà chị can đảm chị để, và bây giờ trước mặt chúng ta là một thằng bé tên là Gia Huy, và thằng bé này tên là Tiên Tiên. Một thằng Gia Huy, còn thằng này bé này tên là Gia Huy, con gái cha. Cái thằng này tên là Gia Huy, con gái. Đây, nó mấy 6 tuổi con tên à, em bé này con gái tên là Tiên Tiên. Tiên Tiên. Tiên Tiên, rồi được mấy tháng? Dạ em bé được 5 tháng rưỡi. Đấy, ai nói gì được nữa thì nói đi. Đầy đủ hết bằng cớ, bằng chứng của chị ấy, tất cả lưu ở trong máy từ lúc siêu âm nó như thế nào và như thế nào. Và hôm nay chị bế lên để cho chúng ta thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa. Và chị, lúc mà chị có thai, chị đã đến đây cầu nguyện để hôm nay sinh ra đứa bé. Người ta bảo không có đầu mà bây giờ nó còn đẹp hơn cả đứa có đầu. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Ra gửi tặng cho con một cái máy 370 dặm lòng Chúa thương xót nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Con chào cha.